Mình có truyền thống, có người miền Tây mình, thành ra cô Tàu ăn gì em? Dạ dưa chuối. Ăn thơm. Xin chào cả nhà. Quyên mới lượm một mớ trứng vịt cò. Mình sẽ đem vô. Mẹ nấu thịt kho tàu á, phải có trứng nè cả nhà ơi. Luộc mà kho nồi thịt kho tàu ăn bữa nè. Đây là nước dừa. Mần cho nó kịp thời gian nè, để gì cho nó thơm. Nếu mà gần tới rồi con phải chịu cực trở chứ mà hơi nó tét lắm. Thôi mẹ cắt, mẹ cái miếng thịt mẹ cắt cái gì mà có lỗ lỗ nữa. Cái vú á, mà tiếng mà vụt cái vú không phải đâu. Tiếng cái vú mà bỏ cái vú cho nó, hiểu không? Mẹ là nhà giống như thịt gam nước dừa nè, thịt khìa vậy mà khìa vàng hơn nữa, chắc thành thịt khìa nước dừa luôn nè. Sáng thu hoạch xong rồi đó, cái làm cái nồi thịt kho trứng này nè. Mình có để mấy cái trứng gà nữa, mấy trứng gà nhỏ nhỏ dễ thương lắm. Đây trứng rồi mẹ. Mẹ có rửa lại không? Đẹp ha. Trời ơi, giống như chè, cũng chuẩn mê như chè hả chứ nha. Khi nào ăn được mẹ? 20 phút nữa liền. 20 phút nữa ăn được. Dạ. 20 phút nữa. Con với Út là đói bụng. Để cho đói meo gâu đi, ăn cho nó đã. Dạ. Cái trứng này á, mình lọt mà nó mới đẻ ra nè, nó ấy quá. Để Út ăn. Mời chắc mời cả nhà ăn trứng nha. Cái đó trứng mới không? Thơm quá. Béo. Ông ăn đây nha. Khoảng 20 phút nữa mới có cơm. Đây cả nhà. Trái dưa lưới. Hôm bữa dài là quên. Mua xong rồi. Nó mắc quá rồi để ở tủ lạnh đợi cả nhà cùng ăn. Cuối cùng giờ đông đá luôn rồi. Đông đá luôn rồi. Nó có nước đá luôn nè. Dưa lưới màu xanh á, nó rẻ hơn. Wow, nè bên trong đó nè cả nhà, hai trái nó cũng có màu cam cam giống nhau, nhưng mà trái này nó lạt hơn á, cái màu nó lọt hơn. Đây là trái đưa lưới vàng nè, mời cả nhà nha. Nó giòn tan luôn á. Chờ lửa review. Được chưa? Cái màu lên màu đẹp rồi ha. Dạ. Lên màu vậy ok rồi, trứng màu rất là tươi luôn. Hồi nãy mẹ làm bốn cái dừa. Bốn cái dừa chừng nhỏ không? Mẹ ra ăn miếng dừa lưới mẹ. Cái trái dừa lưới này ngon lắm. Dạ. Con mới gọt luôn, ngon lắm luôn. Rồi, để tủ lạnh. Để tủ lạnh. Vậy mẹ ăn thử trái bên đó nữa. Trái bên đây là cái trái mà bình thường con hay mua mà mọi người ăn nè.
vậy hai loại rồi, loại giòn với loại mềm. Nó mềm à? Mềm ha. Mày mốt đừng mua loại mềm, mua loại giòn á. Loại màu xanh á Nguyên hay mua á là mẹ không thích, nhưng mà bây giờ mua cái trái màu vàng mẹ thích rồi nè. Nó giòn mà ngọt ha. Nó mới mua cái này nè, nó giòn á nha. Còn cái màu xanh là giòn mềm. Dạ. Không biểu nhưng mà ăn vẫn được, vẫn ngon, nó thấm lắm rồi. Một cái tô thịt kho đã sẵn sàng thì mình không thể nào thiếu kim chi. Có mấy cái đậu bún hồi sáng thu hoạch á, Quyền để đây luôn chấm ăn. Biết làm sao không cả nhà, coi mấy anh chị ở Thái Lan á họ cũng ăn đậu bún sống vậy nữa. Để coi chấm cái này coi có hợp không. Làm rồi ăn thử món đậu bún sống nha. Giờ múc cơm ra mà cứ nhận cân nha. Giờ mời cả nhà dùng cơm với gia đình Nguyên nha. Mời cha mời mẹ. Xin chào cả nhà. Dùng cơm. Dạ. Bữa nay mình ăn thịt heo kho tàu hả? Kho tàu. Mà có đậu bún nè. Có đậu bún, có cà pháo. Mà cái lạ hồi xưa á, cái truyền thống có người Việt Nam mình nó thịt heo kho tàu ăn với dưa cải. Bữa nay con tổ chức ăn với cái kim chi hả? Kim chi Hàn Quốc hả? Dạ đúng rồi. Kim chi củ cải trắng hả? Với đậu bún sống hả? Cà pháo. Còn cái này nói gì đây? Cái đó dưa lưới hôm bữa không mua á, con gọt ăn luôn. Để thử miếng dưa lưới à. Cái đó là lè xét để ăn sau. Làm rất luôn hả? Nó giòn ngon á. Rồi, mời cả nhà. Mời cả nhà miếng dưa lưới. Giòn ngon sợ. Rồi, dùng cơm thôi. Mời cả nhà dùng cơm nha. Út cho ăn nó thịt kho, gấp thịt đồ vô ăn nha, trứng nha. Út bảnh nè, cho ra thử, tự trao nè. Cho ăn gấp trứng vô luôn đi. Út ăn thử coi, cái cục thịt này mềm chưa, với trứng thấm cho nha. Nè, cắt cục này luôn. Cắt luôn nè. Cái trứng nữa cắt không ha, ha để không, tự người để người trứng này bị trứng nhỏ tại cái này mình nấu cũng mới vừa chín tới chưa nó có chưa rượu không đúng rồi. Không rượu nhưng mà cũng mới vừa thấm. Ừ. Con đúng rồi chị, để trứng vô đây chị nhíp rồi khoan sao Út một cái mạng hơn năm á. Còn thịt bắt anh năm không được gấp đó. Được không, cần kê chén vô. Rồi nó đang đói mà, Út đang đói mà, nó chờ thịt kho nó ăn mà. Cái này cứ ngấy nè, cặp vô luôn, đó. Kim chỉ. Ô kêu kêu như là kim chỉ không? ăn cục kim chỉ được không? Kim chỉ đi cưng. Ngon quá. Út cắn cây nha. Không phải là nó mềm, nó ngọt ngọt, không phải nó cứng. Tự cắn cái cục đã. Nó không trúng sớ. Cái sớ không có trúng sớ đó. Với thịt này do kho vừa tới nó dẻo dẻo đã lắm. Làm như hôm nay á. Không, không phải hôm nay. Dẻo 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 nè. Đâu, không đứng.
được hả? Ừ. Kim chi giòn ghê luôn. Có nhiều cái à. Dạng nửa năm ăn cũng được nữa đó. Ừ. Ngon. Áo thơm. Không quen rồi hồi nãy không thơm. Không nãy vậy. Đồ bún hả cha? Ngon. Ngọt quá ha. À, thịt heo dễ dẻo đã. Ừ. Cái gì? Cái đó. Ủa, chốt ăn được không á nha? Ăn cũng dai nha. Dai dai giòn giòn. Ừ. Dưới đây có gì làm nữa không? Ừ. Ta tháo dọn hết cho. Mặn có dạ, tháo dạ không? Một cây cà pháo mà có tát ăn hoài luôn. Thịt này hâm một lần nữa mới đã ha. Thấm vô mới đã. Dạ. Đúng để, mình để. Mới kho chiến đầu. Hả? Kho tới hai lửa mới đã. Ừ. Ừ. Ngon quá. Đang đói luôn. Phải không? Mình có truyền thống có người, miền Tây mình. Tại sao cô Tạo ăn gì em? Dạ dưa chuối. Chuối cây mình rắc ra mình nhận chua mình ăn. Cái này cũng giống giống này ha. Cái này cũng giống giống. Dưa chuối còn hết lắm á. Ừ. Mà con không biết làm. Nó cũng dễ mà. Để bột gì đó. Hay nước gạo do ấy mày. Gạo do mà nước bột mình cái bột á, nước bột á. Đặng cho nó vừa trắng với nó lên men. Út đói dữ lắm mà trời đang ăn cơm với thì coi này vô đây chị múc ra coi. Để chị để cho. Ăn hột vịt khen béo nữa nè. Của em chui nha. Chịu lắm. Ba giờ đi đó, đâu đi không? Hả? 3 giờ đến ăn ra tới ngoài là 4 giờ 5 giờ ta ăn cơm nước. Giờ đến 7 giờ về. Kim chi mà ăn với thịt kho là quá ngon. Còn phải thêm nửa chén cơm nữa. Đào chén thứ ba. Cha hồi cha ăn thử miếng dưa lưới nha cha. Dạ lưới nó trồng bên nào chứ mình đây trồng khó nha. Khó quá. Con trồng con không con được. Cha. Dưa lưới nó trồng nằm ở trong cái nhà kính mới được. Dạ. Anh Trung cũng mua dưa lưới thì nghe nói về quảng cáo mua về trồng đốn trải trồng rất là gửi không có được. Rất nhiều người trồng mà không thành công. Khí hậu của mình với lại sao luôn á. Cây gì cũng vậy. Nó đòi hỏi nó có thích hợp với khí hậu, thời tiết của nó. Dạ. Đậu bún ăn sống cũng được trời.
Con thấy cũng hợp lắm á. Mắm kho hay là cái gì á cha? Giống như cái đậu kho kho á. Cái đậu kho á, sẽ chấm mắm. Mấy người ta cũng thích ăn rồi, bốn người nào. Đó có mình có bắt từ bên kia. Con gà trời ra cũng ăn. Mà đó giờ con không có ăn đồ bún sống. Thấy nó hơi hôi sao. Nhưng mà nay ăn thấy ngon. Con mới hai sáng. Nhưng mà con ăn vô rồi thấy nó không ngon. Nó có vị hơi hăng hăng nhẹ hơn. Mà ngọt giòn. Rồi, ta ba chén dừa. Cái trái ớt này chả thấy vậy chứ nó cũng cay á. Nó nhầm trái có cái không cay, cái trái cay. Cái trứng gà. Bên trong này nó vàng ghê ha. Úp thêm cơm không? Còn úp thêm cơm muốn ăn nha. Ít bữa mình sẽ học cái bắp gỏi chuối cây. Dưa chuối ghém hả cha? Cái đó dưa ghém hả cha? Dưa chuối. Làm ăn. Cái dưa chuối đó ăn với thịt kho này quá hợp luôn. Bà nội rất làm lần này. Ngon lắm. Bà nội hay làm á. Dẫu bán gì. Đây là cái củ. Có mình thử cái củ đi. Hết nồng rồi. Ngon quá. Con củ giờ ngon ha. Đậu bún á, mình hái á, nó còn rất là tươi, ăn sống ngon ghê. Còn ăn cơm nữa. Đậu bún này á, mình làm gỏi ba khía út, bỏ vô. Ăn nó giòn nhưng mà cũng bình thường chứ đâu có đến nỗi mình sẽ mà cho nó bán mắt quá trời đó. Nó không phải ngọt quá mà nó ngọt vừa phải hết cho ha. Mà nước nhiều. Chắc trồng khó. Chắc là trồng nó khó cho nên nó mắc cắt giúp mắt mắt. Rồi cả nhà, thì hồi sáng á, là lượm được số trứng rồi vô mẹ làm cái nồi thịt kho tàu nè. Thì cả nhà mình ăn ngon quá luôn. Rồi thôi, tới đây thì Nguyên cũng xin kết thúc video. Hẹn gặp cả nhà trong những video tới nha. Bye bye, bye.